Sáng ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Sơn, 34 tuổi, ngụ tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, để điều tra làm rõ về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nghi phạm Nguyễn Thành Sơn bị cảnh sát bắt giữ tại bản tỉnh Đồng Nai vào tối ngày 2 tháng 10 vì thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em đã được di lý về công an tỉnh Long An để tiếp tục xác minh điều tra theo thẩm quyền. Và như đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 30 vào chiều ngày 2 tháng 10, công an tỉnh Long An tiếp nhận thông tin một vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn thành phố Tân An. Gia đình cho biết kẻ bắt cóc là người quen biết và đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An và Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ gia đình bị hại để nắm rõ tình hình và chấn an gia đình. Đúng 6 giờ sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, lực lượng công an đã chặn bắt nghi phạm đang trên xe khách đi Lâm Đồng. Làm việc với công an, Sơn khai nhận có quen biết cha của bé gái và bản thân lại đang nợ nần một số tiền lớn nên đã nảy sinh định bắt cóc cháu bé để tống tiền.